Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau khi Bộ Công an chỉ đạo thực hiện cấp căn cước công dân có gắn thẻ chip cho toàn dân, tại thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai để giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Từ những chiến sĩ nghĩa vụ, những gương mặt trẻ này đã không ngừng nỗ lực phấn đấu về bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, cả kiến thức phổ thông để tiếp tục thi cử và được giữ lại phục vụ trong ngành. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 3, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri về nhân sự Công an thành phố, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố. Theo danh sách ứng cử được công bố, Đại tá Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Trung tá Lê Thị Lý, trưởng phòng hồ sơ, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà, trưởng phòng hậu cần, được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm tuyệt đối với những người được giới thiệu ứng cử. Trước đó, sáng ngày 1 tháng 3, Ban chỉ đạo xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Bộ Công an tổ chức giao ban trực tuyến với công an 10 tỉnh thành phố trọng điểm, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc giao ban. Tại buổi giao ban, đại diện công an các đơn vị địa phương đã thảo luận đánh giá kết quả thuận lợi và khó khăn, triển khai các giải pháp tập trung đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân, đáp ứng đúng tiến độ đề ra. Phát biểu tại buổi giao ban, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Giám đốc Công an 10 địa phương phải xác định rõ trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của hai dự án nêu trên, nhất là hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho công dân tại địa bàn theo đúng tiến độ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngay trong ngày 2 tháng 3, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn thành phố. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố chủ trì và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị. Hội nghị đã tập trung chỉ ra một số khó khăn bất cập đối với dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân và bàn bạc đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu suất cấp căn cước công dân đúng với thời hạn đề ra. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo tiếp tục quyết liệt, sâu sát các nhiệm vụ của hai dự án, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại các địa bàn cơ sở, xây dựng lộ trình chi tiết cho từng hạng mục công việc, phân công trách nhiệm rõ ràng, chủ động, sáng tạo trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, những vấn đề chưa thống nhất, vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và Ban chỉ đạo để cho ý kiến chỉ đạo. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ thời điểm này, người dân có nhu cầu cấp căn cước công dân có gắn thẻ chip có thể liên hệ tại trung tâm hành chính các quận huyện vào các ngày trong tuần. Bên cạnh đó, thì công an các đơn vị địa phương sẽ liên tục tổ chức các buổi cấp căn cước công dân gắn thẻ chip lưu động. Người dân mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân để làm các thủ tục cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ngay sau Tết, tinh thần làm việc của tất cả các phòng ban nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng đều rất khẩn trương và nghiêm túc. Đặc biệt ở các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân như là hộ chiếu, căn cước công dân thì nhiệm vụ còn thêm vất vả và khi nhu cầu của người dân tăng cao. Ghi nhận tại Công an quận Hải Châu và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố. Đây là không khí làm việc tại Công an quận Hải Châu những ngày này. Rất đông người dân nắm được thông tin, thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai cấp căn cước công dân gắn chip, đã liên hệ để được thực hiện. Công an quận đã bố trí nhân sự, máy móc để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đặc biệt ưu tiên các trường hợp làm việc, học tập xa nhà. Thì mình thấy thủ tục nó tức là cũng rất là nhanh gọn và các đồng chí thì cũng hướng dẫn cũng khá là nhiệt tình. Đó, nói chung là cũng rất là tốt, mình cảm thấy rất là tốt. Sau khi mà chúng tôi tiếp cận thêm máy móc thì chúng tôi sẽ thành lập nhiều cái tổ cấp phát lưu động sẽ đến từng địa bàn phường để cấp cho đảm bảo. Đặc biệt trong giai đoạn này là tình hình phòng chống Covid, do đó điều chúng tôi cũng mong muốn công dân thì cũng số lượng là ai thật sự cần thiết thì
thì nên đi làm, còn chưa cần thiết. Giấy chứng minh nhân dân vẫn còn hạn sử dụng thì cũng chưa vội. Như rất nhiều người nước ngoài về lại Việt Nam từ những ngày dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát dữ dội, chị Phương Lan Sara Kazostad, quốc tịch Na Uy, đã tranh thủ thời gian ra Tết để đến công an thành phố làm thủ tục gia hạn thẻ visa của mình cùng cậu con trai mới sinh. Rất nhanh chóng, các cán bộ của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố đã xem xét giúp chị hoàn tất mọi thủ tục gia hạn thành công, khiến chị và rất nhiều người dân khác cảm thấy an tâm. Chị đến đây hôm nay tại vì chị phải xin cái visa của chị hết hàng. Mấy cả các chị giúp chị, tại vì cái visa của chị được một lần thôi, nhưng mà chị làm cho chị tại vì chị có em bé, mấy cả em bé đang xin hộ chiếu chưa được, mình không đi được đâu cả trước khi tại vì COVID nữa. Chị muốn ở Việt Nam chứ, tại vì Việt Nam là tốt, tại vì ở đây không có nhiều COVID, nhưng mà tại vì chờ Na Uy. Đối với những người trước khi vô phòng làm thủ tục và vô cửa, chúng tôi có bố trí một cái sát khuẩn bằng cái máy tự động, và trong quá trình tổ chức chúng tôi cử cán bộ tăng cường xuống hướng dẫn để là khách ngồi đúng cự ly là cách nhau 2 mét, và những khách nào mà không có khẩu trang thì chúng tôi là cấp khẩu trang. Hiện tại mọi nhu cầu về cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử và hộ chiếu đều được các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố giải quyết, hướng dẫn thực hiện. Công tác phòng chống dịch tại những nơi này cũng được đảm bảo nghiêm ngặt. Mặc dù số lượng yêu cầu lớn cũng tạo nhiều áp lực, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ vẫn thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm mang đến sự hài lòng và an toàn cho mỗi người dân vào đầu năm mới. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, với thành tích khám phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ Mai Văn Phước, 33 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Công an huyện Hòa Vang và Phòng Cảnh sát Hình sự đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thưởng nóng. Kẻ cướp này hoạt động rất tinh vi, dưới vỏ bọc là công nhân xây dựng và thường xuyên thay đổi chỗ ở, phương tiện và thậm chí là thời gian gây án, gây khó khăn cho công tác xác minh. Đặc biệt, mỗi lần gây án, kẻ cướp này sẽ thay đổi nhiều phương tiện và chỉ tìm về vùng nông thôn, bởi đây là địa bàn thuận lợi để tẩu thoát, người dân thiếu cảnh giác. Đến ngày 4 tháng 2, Phước tiếp tục gây án. Lần này, đối tượng giật một sợi dây chuyền của một phụ nữ đi xe đạp ở ngay trước chợ thì bị bắt. Ngày 26 tháng 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng Nguyễn Thành Hòa, 52 tuổi, trú quận Liên Chiểu, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Từ năm 2015 đến năm 2018, đối tượng Hòa đã dùng các lô đất của người khác trên địa bàn quận Liên Chiểu để bán lại cho các bị hại và chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Đáng nói hơn, để tạo lòng tin cho người mua, Hòa còn thuê các đối tượng không rõ lai lịch làm hồ sơ đất giả, đưa lại cho các bị hại để chứng minh các lô đất là có thật và mọi thủ tục đang được tiến hành. Chỉ đến khi chờ đợi quá lâu và không có kết quả, các bị hại mới trình báo đến cơ quan công an thì mọi việc mới vỡ lở. Trong ngày 2 tháng 3, đội cảnh sát ma túy công an quận Hải Châu đã liên tục phát hiện và bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ chiều, trên đường Lương Nhữ Học, đội cảnh sát ma túy bắt quả tang Phan Ngọc Vũ, 28 tuổi, trú quận Hải Châu, đang điều khiển xe máy, trên người có cất giấu một gói ma túy, Vũ khai là ma túy đá. Đấu tranh nhanh, Vũ thừa nhận đang đem ma túy đi giao cho con nghiện. Sau một giờ tiếp tục theo dõi, tại ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật, Đào Tấn, Công an quận Hải Châu phát hiện bắt quả tang Phạm Văn Ba, 28 tuổi, trú quận Thanh Khê, thu giữ trong người có một gói ni lông, bên trong chứa 10 viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin. Sau quá trình theo dõi, đội cảnh sát ma túy Công an huyện Hòa Vang đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Hồng Minh, 39 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng, Bùi Tấn Toàn, 36 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam và Đỗ Tấn Châu, 30 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng, chuyên thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tiến hành theo dõi, ngày 24 tháng 2, các tổ trinh sát của công an huyện đã bắt quả tang khi Toàn và Tiến đang bán ma túy cho con nghiện. Mở rộng án, công an huyện đã bắt khẩn cấp Minh tại một phòng trọ ở xã Hòa Tiến, thu giữ 6 gói ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để phân chia sử dụng ma túy. Tối ngày 27 tháng 2, Công an quận Liên Chiểu đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Thành Luân, 34 tuổi, trú quận Liên Chiểu, bị truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ một khẩu súng bắn đạn su, ma túy và nhiều công cụ hỗ trợ. Trước đó, vào khoảng tháng 4 năm 2020, Luân có liên quan trực tiếp đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn quận Liên Chiểu, Hải Châu và Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng và bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến thời điểm trên, khi phát hiện Luân tại một quán nhậu trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, công an quận đã ập vào bắt giữ, phát hiện trên người Luân có một khẩu súng bắn đạn su, 6 viên đạn và 2 gói ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Luân, cơ quan công an còn phát hiện thêm một biển số xe, một kiếm, 5 dao, một súng tự chế và 3 kim nổ. Ngày 1 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu đã làm rõ vụ nhóm thanh niên hỗn chiến, trong đó có 4 thanh niên xác định có liên quan chính là Nguyễn Hoàng Nguyên, 20 tuổi trú quận Thanh Khê, Trần Tiến Dũng, 19 tuổi, Nguyễn Huy Hoàng, Đặng Mậu Minh Huy, 17 tuổi cùng trú quận Cẩm Lệ. Và tối ngày 18 tháng 2, Dũng, Hoàng và Huy có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trên địa bàn thành phố nên đã rủ cả nhóm hơn 20 người lấy hung khí tự tạo ở đường Trường Chinh gồm dao, mã tấu, xông vào chém tới tấp khiến anh Vũ Văn Minh, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê bị thương tích nặng. Chỉ khi chém xong, các đối tượng mới biết là đã chém nhầm. Ngay sau vụ việc xảy ra, công an quận Hải Châu đã khẩn trương truy xét và xác định được 20 thanh niên trong nhóm của 4 đối tượng đã tham gia vào việc chém anh Minh. Cùng thời gian này, tại chung cư 1B đường Trần Quý II, tổ tuần tra của công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng có mặt và ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên gồm 9 người đang tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau. Tuần qua, hơn 200 thanh niên của thành phố Đà Nẵng đã tình nguyện lên đường tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021. Ở môi trường quân ngũ, các đồng chí rèn luyện về thể chất, lý tưởng để trưởng thành và đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng từ môi trường này, nhiều đồng chí có thành tích xuất sắc đã được giữ lại ngành để tiếp tục gìn giữ bình yên cho thành phố trọn đời. Đến thăm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 những ngày này, không khó để bắt gặp những hình ảnh huấn luyện khẩn trương như thế này. Điều bất ngờ hơn khi người trực tiếp hướng dẫn cho các chiến sĩ mới chính là Thượng sĩ Trần Công Cường, người vừa được giữ lại ngành sau thời gian 3 năm tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Cường đã không ngừng nỗ lực trong công tác, xông pha vào những nhiệm vụ khó, đạt được nhiều thành tích được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Ngoài ra, Cường dành thời gian rảnh để ôn luyện kiến thức phổ thông. Năm 2019, Cường thi đại học đạt 19 điểm. Cùng với những điểm cộng đạt được trong quá trình công tác, đồng chí được giữ lại ngành, mang quân hàm thượng sĩ. Khi mới tham gia trong môi trường quân ngũ thì tôi thấy rất là bỡ ngỡ vì không biết sinh hoạt chế độ như thế nào, không biết mình phải làm gì, nhưng rất nhanh chóng các cán bộ chiến sĩ cấp ủy chi bộ, tập thể ban chỉ huy đội đã động viên, hướng dẫn cho tôi để tôi phấn đấu rèn luyện phát triển theo từng ngày. Ở đây với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy lãnh đạo phòng và tập thể ban chỉ huy đội thì cán bộ chiến sĩ sinh hoạt ở đây giống như một gia đình. Anh lớn chỉ bài và hướng dẫn cho đàn em nhỏ theo sau. Đã gắn bó với nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại trụ sở thành ủy với thượng sĩ Lại Trọng Hòa, đó là một vinh dự. Còn nhớ thời gian thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, Hòa là một trong những chiến sĩ mới lớn tuổi nhất khi đồng chí đã có trong tay một tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin mới quyết định thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống lực lượng vũ trang, chính là động lực để Hòa nuôi dưỡng ước mơ được mặc trên người bộ sắc phục công an nhân dân. Và thế là năm 2017, chàng thanh niên 25 tuổi hăng hái đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Khi có cơ hội nuôi dưỡng lại những điều hằng mong ước từ nhỏ, Hòa đã phấn đấu nỗ lực không ngừng. Nhờ đó năm 2019, Hòa đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Sau kỳ thi đại học đạt điểm cao, Hòa trở thành chiến sĩ công an khi vừa tròn 28 tuổi. Bản thân tôi cũng như các bạn đã đóng góp một phần tuổi trẻ cho đất nước, cho Tổ quốc. Đó là một cái niềm tự hào của riêng cá nhân tôi mà các bạn có thể đạt được. Tôi bắt đầu nhận giấy quyết định biên chế vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, lúc đó tôi rất là vui. Từ những chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, niềm ao ước được phục vụ suốt đời trong công an nhân dân đã thành hiện thực. Đó là niềm hạnh phúc, vinh dự, xen lẫn tự hào của những chiến sĩ trẻ này. Ở đây hôm nay, trong nén hương kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đã nguyện phấn đấu, học tập, rèn luyện và chiến đấu hết mình để xứng đáng với chiếc quân hàm mà mình đang mang trên vai. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.